Vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em hướng dẫn anh em cách cân lại cái màn hình cảm ứng. Đấy, một cái điều rất rất là đơn giản. Đấy, mà trong khi đó là rất là nhiều anh em không biết làm, cũng như kiểu như là phải cam chịu, đấy, không làm được. Đó, thì phải đành phải dùng theo cái kiểu này. Nhưng thực tế thì chúng ta chỉ mất 3 giây thôi để có thể là cân lại được cái màn hình. Đó, và cái lỗi lệch màn hình như thế này. Đấy, các bác thấy rằng là các cái lỗi lệch lệch màn hình, ví dụ như là cái bên này, nó sẽ bị là chừa ra mất một khoảng đen, đúng không ạ? Cái khoảng đen này thì nó mất khoảng độ tầm 2 phân. Đấy, và nó dồn hết cái màn hình nó về bên này. Đấy, và bên này thì chúng ta đang bị thiếu chữ P. Đấy, chữ O này đáng nhẽ là phải có chữ P nữa nhé. Thì nó mới mới đủ cái bảng chữ cái này. Và bên này thì chúng ta cái phần nick này là cái phần mà chọn ngôn ngữ đây, nó mất một nửa chữ, tức là nó đang bị dồn hết cái màn hình sang bên về bên tay phải. Đấy, làm cho chúng ta là không cảm ứng được. Những cái lỗi này thường là các bác là hay sử dụng, là ví dụ như là màn Vietcam này, màn Vietcam TV này. Đấy, chúng ta sử dụng mấy cái này với lại cả cái đầu Vietcam. Đấy, tức là như nào? Tức là các bác đang sử dụng là đồng bộ giữa đầu Vietcam TV và màn Vietcam TV thì không làm sao. Hoặc là đầu Vietcam TV mà anh em dùng với màn Vietcam thì nó cũng sẽ bị, hoặc là đầu BTE với màn Vietcam TV này nó cũng sẽ bị. Đấy, nó cũng sẽ bị là cái kiểu là bị lệch màn hình. Đây gọi là lệch màn hình cảm ứng. Mà trong khi đó ví dụ như là anh em muốn gõ chữ Q nhé. Em gõ chữ Q này. Đấy, nếu mà gõ gõ đúng chữ Q đấy thì nó sẽ ra chữ W. Đúng không ạ? Còn nếu mà muốn được gõ được chữ Q thì các bác phải bấm vào bên ngoài này, đó, bấm bên ngoài chữ mới được. Có thấy không ạ? Đúng không ạ? Muốn gõ chữ E thì chúng ta phải gõ chữ W. Đó. Muốn gõ chữ R thì chúng ta phải gõ chữ E. Đó, thì đó chính là cái hiện tượng gọi là nó bị, khi mà chúng ta cảm ứng nó sẽ không cảm ứng được. Đấy, và nó sẽ bị lệch đi. Đấy, vậy bây giờ thì chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có thể cân lại màn hình cảm ứng thì rất là đơn giản nhé. Anh em sẽ quay ra cái mặt sau này cho em này. Đây. Đó, mặt sau này nó sẽ có mấy cái nút này. Auto này, Nep này, Right này, Menu và Power, đây là nút tắt nguồn. Đấy, nút menu thì các bác nhớ cùng là cái các bác sẽ nhớ cho em cái nút auto nhé. Các bác để ý cho em nút auto. Đấy, ví dụ như anh em nhìn này, em sẽ vào lại đây cho anh em nhìn nhá, nó đã bị lệch này. Đấy, đúng không ạ? Và chữ O là hết nhá. Bây giờ em sẽ bấm này, em sẽ bấm nút auto nhé. Này, đó, thấy không? Hình như là không đến 3 giây đâu, 1 giây thôi. Đấy, và các bác thấy rồi, chữ O à, chữ P đã hiện này. Vừa rồi thì nó chỉ đến chữ O là hết, mất chữ V và không một chữ xóa này. Và cái chữ nick này nó chỉ có một nửa chữ thôi, đúng không? Và bây giờ chúng ta gõ chữ nào vào chữ đó luôn các bạn. Em gọi chữ Q này, W này, E này, R này, T này. Đấy, các bác gõ chữ nào là sẽ ra chữ đó luôn. Đấy. Và nhiều anh em ấy thì không dùng cách này mà sẽ dùng cách là vào phần thiết lập. Đấy, anh em vào phần thiết lập này nhưng cũng không được nhé. Đấy, 1 2 3 4 5 6. Các bác phần thiết lập này. Đây này. Họ ở đây nó sẽ có cái thiết bị ngoại vi này. Đây. Cấu hình màn hình hình như là đây thì phải này. Đây. Đó. Anh em vào đây để chọn màn hình các bác sử dụng. Đấy, thường thì ví dụ như là chúng ta sẽ phải đặt Vietcam TV đúng không? Đấy. Thì đặt Vietcam TV nhưng mà thực sự là sẽ không hiệu quả đâu. Đấy, còn ăn may thì được thôi. Ăn may thì được thôi. Đó thì là nó sẽ được, nhưng mà bình thường các bác sẽ sử dụng luôn cái nút auto này. Đấy, các bác sử dụng luôn cái nút auto này là 100% là được luôn nhé. 100% là được. Đấy, bất kỳ một trên cái màn, kể cả màn BTE nó cũng có nút auto, màn Vietcam hay là màn Vietcam TV. Đấy, nó đều có nút auto hết. Đó thì khi mà chúng ta sử dụng bằng cái nút auto này nó sẽ hiệu quả hơn là các bác vào cái mục cài đặt, sau đó các bác chọn màn hình. Em đã thử rất là nhiều rồi. Đấy, không phải cái màn nào nó cũng chọn được cái cấu hình như vậy. Đấy, không phải màn nào nó cũng chọn được cấu hình như vậy, mà các bác cứ vào thẳng cái mục auto này, các bác bấm ở mặt sau, bấm auto phát là tự nó sẽ nhận. Đấy, rất là dễ, và cái thời gian xử lý của các bác chỉ mất 1 giây. Đấy, thay vì các bác vào đó các bác chọn lại cái cấu hình, nó sẽ khởi động lại này, nó sẽ rất là lâu mà cũng chưa chắc đã được. Đấy, chưa chắc đã được, cho nên là cứ auto, các bác cứ bấm auto là xong. Đấy. Đó thì đó là một cái mẹo mà để cho anh em là có thể là chọn cách là cân màn hình làm sao để cho nó nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đó. Và cũng có rất là nhiều anh em là muốn là không muốn cái hình nền nó đằng sau chữ này. Các bác nhìn nó sẽ rất là khó. Đấy, nhìn nó khó hơn. Đúng không ạ? Các bác nhìn này. Đấy, nhìn nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Đúng không? Đấy thì các bác muốn là nó hiện danh sách bài hát lên thì chúng ta sẽ chọn dễ hơn. Thì có thể vào cho em là mục, cũng là mục thêm này.
cũng lại vào cài đặt nhá. Đấy, mật khẩu nó sẽ là 6 số 8 đó. Và đây thì các bác sẽ vào mục là, để em sẽ tìm cho anh em nhé. Hôm trước là thiết lập trung tâm điều khiển đây. Danh sách bài hát này, các bác vào cái mục đây này, các bác vào trung tâm điều khiển này, các bác chọn danh sách bài hát trên đầu máy này, các bác chọn danh sách này, bỏ cái hình thu nhỏ đi nhé, các bác chọn danh sách đó và chọn lại bài hát này. Đây nó đang tải lên danh sách cho anh em đó, các bác thấy không? Đó, nó không còn cái hình thu nhỏ nữa, nó sẽ hiện hiển thị luôn cái danh sách cho anh em luôn. Đấy, nó rất là hay anh em nhé, rất là hay luôn. Đó, như thế này thì chúng ta sẽ dễ chọn bài hát hơn, dễ nhìn hơn, nó không bị rối mắt. Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta có thể cài đặt một số các cái thiết bị cho màn hình cảm ứng cũng như là cân màn hình cảm ứng nhé. Anh em còn chỗ nào mà cần hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật các đầu màn karaoke thì có thể liên hệ trực tiếp với Tuyên Vũ để chúng em có thể hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.